Long nhiều người mày làm gì tao vậy? Ê ê trời ơi, bị hành gà rồi đại dương ơi. Hồi khuya hôm qua mua tô bún riêu khoảng tầm 12 giờ đêm gì đó, mấy em nhắc là sinh nhật qua ngày cái 2:30 sáng tôi với bạn lết ra ốc vũ, hai anh em ngồi làm 2-3 chai bia xong rồi cái về thì bịch bún riêu cất vô tủ lạnh rồi đúng không. Tới sáng này mở mắt ra mình tiếc, mặc dù biết lúc mà cầm bịch bún riêu lên á cũng nghĩ đến cái việc nó ỉa chảy vào đau bụng rồi đấy, nhưng mà mình tiếc đồ ăn mà, thế là hâm bịch bún riêu lại và ăn, nó tiêu chảy từ sáng đến giờ kéo tả được. Đang ăn cơm mấy ông yếu thiệt. Hôm trước nè là năm anh em tụi tôi ngồi trong năm anh em siêu nhân ở bên Mỹ á, là ngồi ở trong cái phòng anh Mạnh là mua phở Việt Nam về ăn, thì mấy anh em vừa ăn xong rồi cái anh Mạnh mới quay qua anh Mạnh kêu là má mấy thằng này ăn cơm nói chuyện thế. Cái tôi mới quay qua tôi hỏi anh Mạnh, trời anh Mạnh bị ảnh hưởng luôn hả em, giờ anh có kêu là anh bị tiêu chảy em ỉa chảy em cũng sợ nữa. Sao anh Mạnh quay qua luôn, anh Mạnh nào chùm tôi, mày khùng hả? Ở nhà anh á, anh đang ăn anh quay qua anh hút cứt cho con. Vô địch phải đấy. Là những người có con họ có thể có những cái kỹ năng kinh khủng như vậy được. Quá luôn mà. Luôn mạnh quá. Quá luôn. Nhưng mà tôi vẫn còn đang ngồi ăn. Quá này rừng đánh hơi dở. Ê á. Cứu. Help me. Vậy luôn thì sao? Ba đó rừng ra đỡ giùm mết quay mít thì ngon. Yeah. Yeah. Cô vào cho nè. Đi về đi má. Đi hôm qua tao đánh cũng có pha tao cứu. Tao đánh ở đây xong rồi tao cố tao gướng tao cứu nè, xong chết đó bây. Thấy không? Nè đánh cho mày sợ mấy cao thủ luôn, đánh cho mò dám mò lên cao thủ nữa luôn. Nốt là hạ răng xuống bạch kim mà chơi. Kiệt sức kỹ đầu nó, trời ơi làm gì rồi mày đặt lát lên này nọ đồ như con quá không hả, rồi có như con quá không, mày đặt gồng nè hút máu mày luôn sợ mày hay gì. Ấy á mà tính ra cái con quỷ này giờ khó chơi ha, cái con này bây giờ chơi game len đi len bị người ta đẩy quá đẩy. Hồi xưa Vladimir nó mạnh là do cái đéo gì nhờ, à cái chó ba đầu thời đó dâm lắm. Cái bắt đầu giờ quá yếu. Cái chắc phần nó do đồ nữa. Tại mấy cái đồ tính ra bây giờ Vladimir lên đâu có ngon đâu. Tại mấy ở gì mà bị chết kìa ông nội ơi. A này đánh hay Z sao Cargo Pro ZMNG. Chưa đủ tuổi mới 17 à. Lột giờ 18 mới được đánh lần. Bắt xin 2K6 mà. Ồ đồ nó yếu mọi ơi. Coi cái đam tôi kìa. Đam như cái quần què ta. Mấy ông thấy cái pha đó không vậy? Tôi quýnh con Azir tới như vậy mà cái rờ của tôi nó nổ có miếng đam à. Nổ như không nổ quá. Ví dụ như cây le nó mày đánh với nó mà nó stack được, stack là nó mạnh này. Còn con Vladimir nó có cái đéo gì đâu. Đang không nói là cái scale level 16 nhá. 16 thì hai con như nhau thôi, mỗi con mạnh kiểu.
Rồi ví dụ như Kyle mà mày cho nó stack mấy cái nội tại của nó đồ này nọ nọ đồ thì nó đánh mày cũng đâu mà. Còn có Mulan ý. Ê, hai kia làm gì bên Phoenix kìa? Cái gì què gì đây? Thằng chùa bắn tao. Đồ. Đéo nổi. Sao phải đó mình lì dữ ta? Mình phải bỏ chạy mới đúng chứ. Anh đâu có nói tới cái đánh dở đánh hay, anh đang nói tới cái sức mạnh của con tướng mà. Ví dụ bây giờ đó, bây giờ mình vẽ ra một câu chuyện là em đi lane với lại con Azir đúng không? Y như những gì nãy giờ anh gặp đi. Thì bây giờ em làm cái gì để em cho con Azir, em đẩy được con Azir. Chị ghê vậy? Azir chấp 2 ở đâu luôn kìa? Ủa có con Azir, cái con Azir nó yếu nhớt như vậy mà nó vẫn... Trời ơi nó chấp 3 luôn ông nội ơi, nó chấp 3 nó giết 2. Ê à, chúng cái lao nào người ta. Á mà cái lao đó mà trúng được ha. Quá trời. Dễ vậy? Sao thằng này nó con chuồng của nó chơi game dễ vậy? Tao nhớ cái con chuồng của tao mỗi lần đánh nó ha, nó chì ra, nó chóc dãy đồ. Nó chằng ai lai khổ, nó dậu đổ bìm lên. Tao thằng này cái gì? Nó con Lulu búp lên nó bắn thằng kia, nó bắn bạc thằng kia lát, nó bật ulti lên nó bắn bạc thằng kia chết. Game kỹ năng thế. Lòng nhiều người mày làm gì tao vậy? Ê ơi! Trời ơi! Bị hành gà rồi! Đại Dương ơi! Anh nghĩ anh mạnh hay gì á? Mạnh gì? Mạnh khởi không? Hả? Anh khởi không? Đồng đội đâu? Ủa? Trời ơi, một mình tôi quýnh 3 thằng, đồng đội tôi 3 thằng hết máu sau lưng. Đi bà. Hay này. Hay luôn này. Được làm gì? Chuột ơi, mày không có giết được đâu chuột ơi. Được rồi chuột ơi. Nè tao vô cho nè. Trời ơi, hai thằng kia. Mạnh thường quân. Trời ơi, mạnh khởi win đồ quá, win đánh gì chết rồi, mạnh khởi à. Cái đầu. Giết người. Cùng hai. Em đánh như để em xuống nhà rồi, bảy. Thì chết. Trời ơi, đồ của nó mạnh. Con cờ lẹt. À, thằng chuột tuôn hả? À. Trời ơi, đồ hèn gì thấy sao kỳ kỳ mà sao cho bắt hỏi nha, tại sao con chuột, con Lulu và con Jack có thể bị con Azir chấp 3 giết 2?